beat nữa. Đại đó. Chưa bị điện vào nữa rồi mấy cô trong này là thôi hát anh hát thấy cũng đỡ quá thôi hát thêm bài nữa rồi xin gửi cho quý một bài nhé quý vị là có đồng ý không ạ? Vâng cảm ơn, xin gửi đến quý vị nhạc phẩm về đây nghe sắp tác của Trần Quang Lộc. Thank you.